vừa. Lấy ghế nhỏ sao nó ngồi tới. Hôm nay cháu ngồi leo lên bàn ngồi, tụi anh điên quá rồi. Ở ghế lớn thay cho mấy đen ngồi ghế nhỏ đi. Ghế lớn để em cho một lát đi. Để em thạch bát cho nó ngồi. Mình để okay. Nó đăng can được rồi. Để nó đăng can được rồi. Tôi ngồi đây, ngồi đây đi. Ngồi gì đâu, án ngưỡng giao thông dữ vậy bay.